Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ hộp số lùi chạy bằng trục xích hoặc là sử dụng bu ly do mình lắp đặt, và hai cái đầu này tùy ý. Bộ này là bộ hộp số lùi chạy xích có giảm tốc. Nó được sử dụng phù hợp đối với những cái dòng đầu vào tốc độ cao như động cơ không giảm tốc hay là động cơ máy lổ, và cho ra cái đầu ra tốc độ chậm để lấy sức kéo. Ứng dụng thì có thể làm những cái xe tải hàng nặng mà cần tốc độ chậm thì sử dụng cái hộp số này là rất phù hợp, nó rất khỏe và nó có 3 giải tốc độ, có số mo. Đối với cái bộ hộp số này thì chúng tôi đã test và ghi ra được 3 cái tỷ số truyền của nó. Đối với cái số tiến thì có số đầu tiên đầu vào là 16 vòng và cho đầu ra là 1 vòng. Số thứ hai là đầu vào là 12 vòng và cho ra là 1 vòng. Và số đảo chiều ngược lại là 1 vòng vào, 20 vòng đầu vào, cho ra 1 vòng đầu ra, tức là giảm tỷ lệ giảm đi là 16 lần, 12 lần và 20 lần. Đấy các bạn lưu ý nhé. Đối với đầu vào thì có thể sử dụng được hai loại truyền. Đó là sử dụng buli. Buli này có đường kính là 12 cm và có thể sử dụng nhông. Nhông của xe máy, nhưng xe máy cũng có thể lắp vừa. Đấy, nhông xe máy lắp là vừa. Còn đầu ra thì có thể sử dụng là hai loại nhông, 16 răng và 20 răng. Cũng là xích xe máy, rất là phổ thông. Số thì sang số rất là dễ thôi. Và cứ mỗi một số sang số thì lại có một vị trí mo. Đây, đây là vị trí trục không quay này. Đây là vị trí đầu tiên này. Đấy, vị trí đầu tiên là cho cái số vòng quay là tỷ lệ là 16. Giảm đi 16 lần, bên này quay 16 vòng thì cho ra bên này quay 1 vòng. Và số tiếp theo là 12. 12 vòng vào cho 1 vòng ra, có nghĩa là giảm đi 12 lần. Và số cuối cùng là số re, số lùi, là cho chiều quay ngược lại. Quay rất là nhẹ, dùng một ngón tay cũng có thể quay được. Quay 20 vòng, tức là giảm đi 20 lần. Trục thì rất là lớn, rất là khỏe. Đây là 3 cái tỷ số truyền đây. Hộp số này có trọng lượng là 4,5 kg. Tính cả phụ kiện đi kèm theo là một bộ nhông và một bộ bu ly. Các bạn có thể bỏ bu ly và bỏ nhông đi, giá thành sẽ giảm đi một chút. Đối với cái bộ này, giá thì mình sẽ đề ở phần dưới phần mô tả sản phẩm. Các bạn xem giá thì vui lòng xem ở phần dưới mô tả sản phẩm. Bởi vì giá thành nó có thể thay đổi theo từng thời gian. Khi nói giá lên trên video thì sẽ làm cho sau này nó giảm đi thì mình sẽ không thay đổi được nữa. Còn hộp số thì nó như thế này. Loại này nó có một loại không có chân đế và một loại có chân đế. Thì hiện tại đây mình là lấy cái loại có chân đế. Thì về anh em bà con sử dụng nó rất là nhàn, linh động.
Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Nói. Xong bảo.